chào các bạn, Meta xin hướng dẫn các bạn cách đặt hàng online qua điện thoại dễ dàng và thuận tiện trên website meta.vn. Để đặt mua sản phẩm trên Meta, các bạn làm theo hướng dẫn sau. Ví dụ, các bạn tìm mua sản phẩm máy chạy bộ điện cỡ lớn PT300. Các bạn gõ ở ô tìm kiếm máy chạy bộ điện cỡ lớn PT300 và kích chọn sản phẩm đó. Thông tin chi tiết của sản phẩm máy chạy bộ điện được hiển thị. Các bạn nên đọc kỹ thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật cũng như đánh giá về sản phẩm đó. Khi bạn chắc chắn mua hàng, vui lòng kích chọn nút đặt mua ở ngay phần dưới cùng của trang hay phía trên cùng của sản phẩm. Khi đó, màn hình trang đơn hàng hiển thị thông tin gồm thông tin đơn hàng phía bên trên và thông tin mua hàng phía bên dưới. Nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm khác, vui lòng chọn chữ chọn thêm sản phẩm khác và tiếp tục tìm kiếm sản phẩm cần mua trên ô tìm kiếm. Ví dụ, các bạn mua thêm máy đo huyết áp bắp tay tự động GPN1, các bạn gõ sản phẩm trên ô tìm kiếm và kích chọn sản phẩm đó. Sau khi tìm hiểu thông tin, các bạn kích chọn nút đặt mua. Trang đơn hàng hiển thị lúc này thông tin đơn hàng sẽ có thêm sản phẩm máy đo huyết áp. Các bạn lưu ý, trường hợp sản phẩm bạn mua đang có chương trình khuyến mại tặng kèm, thì sản phẩm tặng kèm sẽ được hiển thị ngay bên dưới tên sản phẩm đó và cột thanh tiền sẽ để chữ tặng kèm. Tương tự, để mua thêm sản phẩm khác, các bạn cũng kích vào dòng chữ chọn thêm sản phẩm khác và đặt mua. Các bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng cần mua. Hoặc bạn có thể loại bỏ sản phẩm trong đơn hàng bằng cách kích vào biểu tượng xóa. Sau khi đã chọn xong các sản phẩm cần mua, các bạn chuyển xuống phần thông tin mua hàng bên dưới. Bạn cần nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ để chúng tôi liên hệ xác định nhận đơn hàng. Nếu bạn muốn xuất hóa đơn tài chính cho đơn hàng này, bạn vui lòng kích chọn nút yêu cầu Meta xuất hóa đơn và nhập các thông tin để xuất hóa đơn. Các bạn lưu ý, hệ thống để mặc định thông tin nhận hàng chính là thông tin bạn điền. Trường hợp bạn muốn nhận hàng tại địa chỉ khác thì kích chọn nút giao hàng tại địa chỉ khác và nhập thông tin người nhận hàng. Các bạn chú ý, phí vận chuyển sẽ được tạm tính theo địa chỉ nhận hàng và tổng trọng lượng đơn hàng. Nếu bạn ở khu vực nội thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, với đơn hàng trên 500.000 đồng, bạn sẽ được miễn phí vận chuyển. Nếu bạn ở khu vực ngoại thành Hà Nội, ngoại thành Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác, phí vận chuyển sẽ được chúng tôi báo lại với các bạn. Khi đã hoàn thành thông tin mua hàng, các bạn kích vào nút gửi đơn hàng. Màn hình hoàn thành đơn hàng hiển thị, thông tin đơn hàng sẽ được lưu trên hệ thống của Meta. Nhân viên bán hàng của Meta sẽ liên hệ với các bạn theo số điện thoại đặt mua để xác nhận đơn hàng cũng như thông tin nhận hàng. Các bạn cũng sẽ nhận được email thông báo đơn đặt hàng từ hệ thống của Meta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hướng dẫn của Meta.